là Mami. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Mami sẽ chơi Roblox Night Simulator. Đấy, thì hiện tại như bây giờ là mình và thằng Mami đang ở trong một cái game gọi là đấu trường sinh tử. Cầm toàn là vũ khí cận chiến, phóng với chém không. Dạ. Ừ, thì đó, vũ khí cận chiến còn không chịu nữa. Ok, thì khi cái đó cũng giống như là game simulator khác. Thì khi mà mình chém á, là nó sẽ cho mình cái túi tiền mini này, đó. Khi mà mình đủ tiền hoặc là mình đủ cái lượt kill á, là mình sẽ dùng nó mà mình nâng cấp cái con dao của mình lên. Nhưng mà thật chất ra nâng cấp cho nó đẹp thôi. Ấy dạ, trời, nó nâng cấp cho đẹp thôi, chứ thật ra là game này là cái gì? Dao thường là có thể giết được sao ta? Ừ, cái thằng mới vô cũng có thể giết được cái thằng cấp cao nữa mà. Bởi vậy, nhưng mà phóng dao này là mình phải có mình phải canh cho bằng được cái góc siêu cao nè. Bởi vì nó mới khó. Hả hả? Cái game này tao chém xong rồi khoảng mấy giây sau con dao nó mới văng ra. Ờ tao cũng vậy nè. Vãi nên là tao biết sao trúng nó nữa thì cần chứ. Chiu. 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 Chém nó. Quá. Quá đờ hỡi chém hụt rồi. Thiệt cần. Tao chặt. Ê tao chặt thằng kia mà trúng mày sao đi nha cung. Ờ vãi. Có luôn hả? Gì vậy trời, mình phóng dao mà 2-3 giây sau nó mới lòi cái con dao ra thì thế là thua rồi. Làm sao mà chém được. Hay quá, ta giết 4 thằng rồi. Gì ghê vậy. Ui ui ui, dễ hay quá, giết được 1 thằng rồi. À giết được 2 thằng rồi. Và mi ui xà. Trời ơi, dao chạy chậm vậy. Ui xà. Uầy 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 uầy. Cái gì vậy, cái gì vậy. Cái gì vậy. Xíu. Ra hay quá, mình cận chiến luôn, mình ghét quá phóng không được, mình cận chiến. Chứ nghĩ sao phóng mà 2-3 giây, gì vậy, phóng mà 2-3 giây sau mới chết thì làm sao mà giết được. Thiệt tình. Mày đâu rồi, mày đâu rồi. Ôi cha, ghê vậy. Mày. Hả hả. Hay quá, chết rồi. Chết luôn rồi hả, ghê vậy. Ê, có hàng chín nóc kìa. Có chừng chín nóc nó cắt nén kìa. Ok, tao thấy rồi, ở trên cái chỗ cần cẩu hả. Trời, băng tới chỗ có à. Ôi hụt. Ừ. Vãi chưởng. Ow. Oh shit. Còn thằng có đen nè. Ok, đen. Mình phải canh lại mới được. Trời ơi, tôi có thanh niên chém giết tới 260 người lận. Ồ, oh, wow. Cái này quan trọng vô là phụ thuộc vô cái kỹ năng của mình thôi. Kỹ năng phóng dao của mình tốt thì mình chơi trò này mình rất là thuận lợi. Còn kỹ năng mà phóng dao mà không mổ thì thôi thua. Ở nhà. Tao cũng vậy nè, nãy giờ tao vô cái ăn hành là chính nè. Tao phóng dao gà lắm ba. Chém. Oh no, gì mình chém nó trước mà. Cái sao mình nó lại chém mình thụt. Oh man, thì cần chứ. Ủa, cái chém nó trước mà coi như rút cuộc tao chết thiệt cần. Rồi chết. Đó. Có một thanh niên trên này nè, mình phóng gấp siêu cao với nó. Ôi không dính rồi. Ôi nó rớt luôn rồi. What the hell, mình phóng gấp siêu cao cái nó rớt luôn. Ôi thì cần chứ. Vậy sao lưng gì. Ôi, có một thanh niên nè. Đó, thanh niên phóng dao này ngó gì chứ điểm thúi à. Ok. Trời, what the hell, mình chém nó rốt cuộc mà nó giết mình trước, cái việc tình chứ. Cực thanh da, trời, rớt đầu luôn rồi. À, trời, cái này kỳ quá à. Ok, hay quá, chém được rồi. Ui, thanh niên này. Đó. Yeah, hay quá, hai thằng tự bóp lẫn nhau luôn. Xong, chết cả hai thằng. Ủa, thiệt tình chứ. Ê, cậu mày giết được bằng nhau rồi kìa, 6 thằng rồi kìa. Ôi, nãy giờ mà lắc quá. Và, ôi ôi, thiệt tình chứ, cái gì vậy. Mày à bưởi, làm như cái chém hụt, chém được chém hoài à. Chí. Mày. Yeah, hay quá, giết được thằng Bami rồi. Trời, tao chất chặt chúng ngay sau lưng mày luôn. Ui, Bami nó hồi sinh ngay khúc kia luôn, thiệt tình chứ. Ui, ghê vậy. Hay quá. Chết nè em. Ê tao nè. Ê phóng bậy. Dính. Trời ơi, phóng hụt. Cái gì vậy, phóng mà 1-2-3 giây sau nó mới dính là sao. Ôi, thêm một thanh niên sau lưng nữa. Xíu. Au. Nhà bưởi. Chém hụt rồi. Ủa mày giết tao hả. Trời ơi, cái gì xì lông mua xanh dữ vậy. Ừ. Ôi. Chặt. Trời ơi, phóng rồi, nó xuống kịp thời luôn, ghê thật chứ. Lại đây. Lại đây, ok. Giết chầu. Wow. Thố mấy. Nhưng mà không sao, bây giờ mình giết được mấy người rồi ta. Mình giết được 9 người. Cố gắng thêm một người nữa là mình sẽ được nâng cấp lên cái vũ khí mới.
Quẹt quẹt có ai à, đây có nè. Vâm mi. Ủa phóng gấp siêu mày. Cao không dính luôn rồi thì tình chứ. Mày chết. Ôi trời ơi. Oh wow, một thanh niên vâm mi về thành dữ sức rồi. Ok để coi có thanh niên nào móc lớp mình không. Hên quá hiện tại giờ không ai móc lớp mình. Mình sẽ móc lớp mấy thanh niên này. Mình sẽ móc lớp mấy thanh niên này. Dính không? Thấy là thấy không dính rồi. Hay là thấy mệt rồi. Trời phóng mà không dính luôn á thiệt tình chứ. Ok trời ơi mừng quá cuối cùng cũng dính được một cái. Mày á. Ôi 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 dính. Trời không dính. Dính không? Rồi hay quá. Mặc dù phóng 2-3 giây sau cuối cùng nó cũng dính. Công nhận cái độ delay của nó cũng kinh khủng thật chứ. Không dính rồi. Dính. Yeah hay quá. Trời ơi mình biết cách canh rồi. Nhưng mà canh kiểu này mình chưa có rành lắm. Ok thêm một thanh niên ở đây nữa nè. Dính. Ice. Dính. Dính. Trời hụt. Dính. Ôi trời ơi nó nhảy kịp thời. Dính. Oh no. Dính. Quá vào mi. Ấy mày spawn đâu ra cái chỗ này vậy cô. Chạy đâu. Chạy đi đâu. Yeah hay quá chứ được rồi. Vami. Dính không? Không dính. Âu. Đậu phộng. Ok ok bây giờ mình sẽ y khoan đó, mình khoan núp hiện tại giờ mình phải giết cho bằng được. Ôi ghê vậy Vami giết luôn rồi kìa. Ok ok đây có một thanh niên đang ở đây làm cái gì. Ôi phóng không tới thiệt tình. Dính. Wow ôi phóng đúng xa luôn ấy. Ok mình phóng góc cao biết có dính không nữa. Ôi ơi mày giết được mấy đứa rồi, mày giết được 13 đứa rồi hả. 14 đứa luôn rồi. Ồ kinh thật chứ. Bây giờ mình sẽ mua con dao mới thôi. Để coi bây giờ mình sẽ mua con dao này. Đây mua con dao này. Dao thương hoài vậy. Ồ dao này đẹp nè. Ok bây giờ mình sẽ lấy cái effect là cái hiệu ứng con dao lửa nè. Hồng 20 kill mới xài được. Còn này là gì đây. Ồ sao hả. Ok xài luôn. Này là gì. Anti wow dữ vậy. Ê có súng luôn hả? Quá đời hại. Mày bỏ ra 800 Robux là mày được cái súng á cu. Mày bỏ ra 800 Robux là mày được cái súng á. Ok mình đã nâng cấp lên được một cái con dao lửa rồi nè. Cái dao lửa hình như tự có mà mày. Đâu có. Tự có không có tốn tiền mày ơi. Xạo hả? Yeah giết được rồi. Ê ê ê đứng. Kẹt phím trời. Âu cái gì vậy. Là ôi thì cần chứ kiểu này thì làm sao mà chém được. Hay vậy hay quá. Có một thanh niên ôi phóng hụt. Có một thanh niên trời hụt. Có một thanh niên dính không. Trời không dính luôn. Ôi thì cần chứ. Có một thanh niên dính không. Không dính luôn. What the hell. Cho cuối cùng cũng không dính cái nào hết. Thiệt tình. Tình như cái bình ấy. Ok. Ấy sao mình phóng chúng ngay cái thanh niên đã chết rồi. Lại đây. Lại đây. Oh no, chém hụt. Ace, thiệt tình chứ. Ok, mình phải cố gắng lên 20 thằng để mà mình chuyển qua một cái con dao mới. Wow, có thanh niên nào ở đây không? Có, một đống ở đây. Ở con thằng chứ một đống đâu. Chết nè. Dính, chết không dính, nè. Thiệt tình chứ. Mình phóng góc siêu cao không ổn, không được ổn rồi, không được ổn rồi, dính không? Ui, ở đâu vậy? Ui, ôi, có một thanh niên tuốt ở trên này lận. Cắn nén ngoài đường mới ghê chứ. Dính không? Trời không dính đâu. Dính nè. Dính trời. Ace. Thanh niên đang đứng ở chỗ này mới ghê chứ. Ôi thì cần chứ có một thanh niên, hai thanh niên đang đứng ở chỗ này. Trời nó leo vô rào luôn rồi. Ghê thật nó leo vô xong nó chết luôn. Vãi đạn. Cắn lên. Ôi bay cao. Ôi không dính rồi, không dính rồi. Trời nó đứng trên. Không dính luôn. Nó đứng trên kia đó ba, nó quăng xuống được. Mình đứng ở đây mình quăng lên không được. Cái gì nữa. Mày quăng lên được mày là thần thánh rồi. Thần thánh hiển liên phương nào rồi. Dính. Oh no, không dính thiệt tình chứ mình tính chém nó rồi mà không dính. Hả hả? Rồi nó rớt vô trong luôn rồi. Ôi, vậy mà dính luôn hả? Trời hay vậy. Yeah, hay quá. Cái cội nhảy mình cũng giết được nó luôn rồi. Ngon lành canh đào. Bây giờ mình sẽ nhảy qua đây, hồi nãy mình mới thấy thằng Vami ở bên này nè. Ồ, mới đây thằng Vami. Mới đây. Ui giời ơi, hụt. Ui giời ơi, dính rồi. Yeah, hay quá giết được thằng Vami rồi. Điếm thúi gì mà điếm thúi. Đánh chơi cắn cái lưng. Ôi 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 có một thanh niên nè. Ai da mình nhảy vô không được rồi. Ở trong này nó cao quá, ngoài này nó cao quá nhảy không được. Để leo vô. Đó đúng rồi. Dính.
Ô trời. Wow, phóng quá chuẩn luôn. Chuẩn. Quay 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 quay. Ui à, bậy rồi gái. Trời móc lớp thiệt tình chứ. Trời double kill luôn. Quá dữ. Bây giờ mình sẽ lên lên trên cao mình đứng trước. Chết nè. Quay, ở đâu vậy? Ôi. Ôi 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 ôi. Ôi đứng lên đứng ơi. Ấy, rồi rớt. Ấy mày té từ trên cao cái xuống chết luôn mày. Ôi mất nết. Vãi. Ôi trông. Bây giờ game nó chân thật cái nỗi mà té từ trên cao cái xuống chết. Ok, bây giờ mình sẽ mua cái con dao, mình sẽ lên cái con dao tiếp theo. Đây, con dao này đây. Này là 35 kill thì mới xài được. Bây giờ mình sẽ lấy dao nước. Đấy. Còn một con dao nước và để coi thử cái này mình sẽ mua được cái gì coi. 200. Ồ. Cái này có vẻ như à, mình sẽ mua cái này, nó sẽ phóng nhanh hơn nữa. Ok, ngon lành canh đào. Ok, đây là một phút dành cho fan này. Thì fan này lần này là của bạn Nguyễn Đặng Bảo Hưng. Bạn vẽ cho mình khi mình và Vermi đang chơi một cái trò gì liên quan tới Halloween, cái cục kẹo á, nhưng mà mình quên mất cái con game đó luôn rồi. Còn bạn Hi Nhi Chê, bạn đã vẽ cho mình, nhưng mà mình không liên quan, mình không biết cái này mình thuộc game nào luôn á. Ở đây anh Vermi với anh Vermi là Creeper nè. Còn cái này là gì? À, Enderman. Enderman, trời ơi, ok. Rồi, Enderman với lại Creeper phiên bản người. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan này thì cứ gửi vô phần tin nhắn của fanpage thì mình sẽ lựa ra và cho lên video ngay nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Ê, mày vô shop á, mày chọn cái dòng thứ ba á, để mà mày mua nó đó. Nó là phóng nhanh đó hả? Ừ, nó có nhiều loại lắm, còn mua cái 400 nó phóng cực kỳ nhanh luôn. Yeah, hay quá. Ui, 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 dính trưởng không? Ôi, trời, không dính. Ôi không dính. Ôi đúng là nó chém nó phóng nhanh hơn nữa nè. Dính. Ok hay quá, dính rồi. Ôi tao dí được 25 đứa rồi. Dính không? Ôi không dính nhưng mà nó phóng nhanh hơn rất là nhiều luôn ấy. Ok trời rồi, ôi quá chuẩn luôn, phóng một trời phóng nhanh phát là chuẩn liền luôn ấy. Dính mà đâu nhanh lắm đâu mày. Yeah hay quá, mày khuyết chưa? Equip rồi. Ờ equip rồi, mày phóng ra đi, coi phóng thấy cực kỳ nhanh luôn nè, coi phóng đâu là dính đó luôn nè. Mấy thanh niên này khỏi né với tao luôn. À là dính liền đúng không? Ừ, phóng nhanh lắm, phóng nhanh hơn trước nhiều. Quay, thanh niên móc lớp, và mày móc lớp thiệt tình chứ. Này thì móc lớp. Này trời ơi, nó né kịp thời. Có anh điện thay lưng tao. Ai cái mày ai cái mày móc lớp tao chị. Rồi tao giết nó rồi đó, tao giết mày luôn nè. Yeah. Ơi, đâu phóng mày giết tao luôn rồi. Ôi thiệt tình chứ. Biết phạm. Rồi ok. Ok. Ui sợ phóng hộp rồi. Ôi cái này nó phóng nhanh quá nên là mình canh chưa quen. Ok dính rồi, hay quá. Cũng như không. Hả phóng tao phóng nhanh mà, cái đấy nó phóng nhanh mà. Đâu có ấy đâu. Có phóng cực kỳ nhanh luôn nè. Đúng rồi, con dao nó ra nhanh thôi nhưng mà cái lúc mà mày thả ai da. Thì đúng rồi, nó thả, nó phóng con dao đi nhanh thôi chứ còn mà cái delay phóng của nó thì nó vẫn vậy. Quay da, hết tao luôn rồi. Trời, nó né được hay vậy? Chí, dính, không dính luôn hả? Dính. Mày dính, dính, dạ hay quá, dính rồi. Ở đâu vậy? Ôi, 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 bỏ. Dính không? Ôi, hụt. Dính. Chích cha hụt rồi. Này thì nhảy. Này thì nhảy hả? Ok, hay quá. Mày nhận rồi chứ, cao lên. Tại vì được 34 kill rồi. Kinh khủng. Bây giờ vô mình sẽ mua con dao bá đạo hơn nữa. Để coi mình sẽ tốn bao nhiêu tiền đó mà mình mua con dao bá đạo đây. Hay vậy trời ơi, biết tình á. Con dao đâu? Con dao blood đi nè, con dao máu nè. Ôi, có con dao kẹo nữa chứ. Ok, ôi sao đủ thứ dao vậy? Ở mình còn bao nhiêu tiền? Ồ, có nghĩa là mình phải mua lên dần dần mới được. Ồ, hiểu rồi. Đây, con dao này cực, đấy, cái này bá đạo nè. Ngon. Bây giờ mình sẽ mang con dao này mình đi chơi. Wow, ấy con dao gì vậy? Ôi quá trời ơi, ôi đúng là có nhiều con dao khá là lạ. lạ lùng. Ê sao Bami, sao mày cỡ chân rồi, thiệt tình chứ. Bị đánh á, bị đâm to lột. Ôi double kill luôn, wow, một phát dính hai thằng. Trời ơi, mày không có hàng rào mày chết rồi. Ui, này thì nhảy, sao phóng đi mày lên trên cao dây, thiệt tình. Ê, trời ơi, mém chết. Kinh thật. Chạy đi đâu. Đó, cậu thấy mày phóng nhanh hơn rồi đó. Phóng nhanh hơn thôi, nhưng mà lúc mà rút dao nó chậm á.
Yeah, hay quá, dí được rồi. Tao nhớ là chặt mày trước ở game này kỳ đúng không? Cả nãy giờ game này lắc nên là tao đã quen được với cách chơi lắc này rồi. Ok, bây giờ để coi đó, và mày nó lại cởi chân nữa kìa. What the, hỏi cái thằng này mày về mày mặc quần áo vô mày. Đi cầm dao mà. Ok, dính rồi, hay quá. Hả, giết người hả thân hả mày? Ôi 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 ôi. Còn ai nữa, ra đây luôn. Mình chơi hết. Âu, dính trưởng rồi, thiệt tình chứ. Để coi có gì mua đó không? Ê, mày leo lên cần cẩu, mày phóng, mày giết cái thằng ở trên cao kìa. Powerful. Hiện tại giờ đây, đây có một thanh niên này đang đứng ở dưới này đây. Ok, đó, siêu dính trưởng. Ok, hay quá, phóng góc siêu cao mới dính không nữa. Để mình canh thử góc trên này coi. Dính. Ồ, à, không dính rồi, cao quá. Trời. Dính. Ok trời. Ui. Ôi rồi. Wow, kinh đập chứ. Đứt cổ luôn. Gì vậy, đứt cổ luôn hả, à? Vãi vậy. Ra đây gái. Ui, hộp rồi. Ai? Dính, lâu. Dính. Oh shit. Dính. Bẹp. Oh no, không dính luôn rồi, lầy thiệt chứ. Dính. Ồ, vãi phóng gì mà không dính luôn mới lầy. Ôi, kinh đực, thanh niên ở trên kia không thể nào phóng dính được. Hả, sao? Đây là một đống thanh niên đang đứng ở khúc này nè. Đó, đây là một thanh niên nhảy ra. Ui, ở đâu vậy? Ồ, cái thằng cỡ chừng nó lại tới nữa kìa. Thiệt tình chứ. Vãi cỡ chừng. Mày tin hai thằng dí thôi. Hai thằng đẹp trai quýnh thằng xấu trai không? Mặc đồ lại. Rồi, tao về. Tao bị ăn hành nữa rồi, thiệt tình chứ. Vãi được. Dí được 39 kill rồi. Ok, vãi. Để coi. Ui, có một thanh niên chạy đi đâu? Ui, da mình nó lắc lại rồi. Ui, ghê vậy ba mi, phóng dao kinh vậy ba mi. Bắn này giờ mới chung lắc quá. Ui da, ôi trời, hộp ấy sau lưng tao kìa. Why? Mày, kìa. Chết đi kìa. Rồi what the fuck, ba bốn thằng thế này thì làm sao mà có giết được, thiệt tình chứ. Nấp. Để mình mua thêm con dao coi. À không phải con dao. Mà là mình sẽ lên cái effect tiếp theo, để coi effect gì đây. Oh, powerful. Ok, để coi thử 50 kill. Đấy, mình sẽ lấy cái này. Để coi thử còn cái gì nữa mình coi. Ability gì đây? Phóng nhanh nè. Hình như cái này là mình sẽ được không. Mình chỉ được mang có một lần thôi. Thôi mình ok, mình sẽ lấy cái phóng nhanh đi, tại vì mình cần phóng nhanh. Wow, con ôi, cái con dao của cậu nó phóng kia, nó có phát cái gì vậy? Này nó có laser nữa nè. Đó, ok, khá là ngon đấy. Mày đâu rồi? Ui, tao thấy một đống nó đang đứng đây nè. Dính. Ôi, thấy không dính rồi đó. Sao bắt đầu nó lắc lại rồi? Oh no, nó lắc lại rồi, không thể nào mà canh được. Ok. Quất. Hay quá, về thành dưỡng sức rồi. Ôi. Ít ra cũng phải dính được một thằng chứ. Đó, đúng rồi, ít ra cũng phải dính được một thằng chứ. Không lẽ không dính được thằng nào? Dính trưởng chưa? Chưa dính luôn, ghê thật. Kia đâu rồi? Đây, tao đây, mày đâu? Ui. Tao núp rồi. Vãi, mày núp mày kêu tao làm chi? Thằng thứ gì á? Kêu mày để mày ra mày chặt. Chèo. Trời ơi, mình nhảy gần như mình nhảy lên đầu nó, thiệt tình chứ. Hello. Oh no, hai thằng tự móc nhau luôn, lầy thật. Đây nè, có một thanh niên. Ồ, không dính ma nữa trơn vậy. Không dính con ma nữa trơn á, thiệt tình chứ. Ok, không hụt rồi. Hụt luôn rồi. Yeah, hay quá, dính rồi, mừng quá. Ui, thanh niên nào ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Ở đâu sau lưng mà phóng lên vậy, thiệt tình chứ. Dính. Ồ, không dính rồi. Dính. Ok, hay quá. Trời ơi, phóng cái con trọt cái chân của nó lại lên tới trên này luôn, ghê thật. Chiu. Ok, ủa đâu rồi? Yeah, hay quá. Thanh niên này tự nguyện cho mình giết luôn. Ê, anh ấy chạy đi đâu vậy? Chạy đi đâu? Ok. Chạy. Ui, hụt rồi. Ôi trời ơi, vậy mà dính luôn mới lầy chứ, kinh thật.
phải. Văm mi. Chạy. Chạy, chạy đi đâu? Anh nghĩ anh chạy được đi đâu? Ồ trời, nó chạy được rồi. Vãi thật. Này thì va mi. Này thì va mi. Ok, dính gì? Rồi. Mày cầm cái gì thấy ghê vậy ba? Ừ, con dao của tao đó. Ok, trời, mình phóng là mình mặc dù là nó lắc nào mà vẫn phóng được. Ok, hay quá. Giết được 48 đứa rồi, thêm 2 đứa nữa là mình sẽ được chuyển qua một cái con dao hoàn toàn khác. À không phải con dao khác mà là cái skin khác. Cái effect nó khác. Va mi nè. Va mi nè. Va mi. Va mi nè. Yeah. 49 đứa rồi. Còn ai nữa? Mày đâu, mày đâu? Trời nó sáng quá. Ai kêu mày để góc nhìn thứ nhất chứ, còn ai để góc nhìn thứ ba không à? Thứ ba mà nó gần quá. Ok ok, đây có chưa. Ủa sao không thấy Danny nào đây chân ta? Thiệt tình chứ. Ui, đứa nào phóng vậy? Đứa nào phóng? Đứa nào phóng? Phóng ác thiệt chứ, phóng ngay trên đầu mày luôn. Ui, Vami kìa, Vami nè. Vami nè. Vami nè. Vami nè. Yeah, giết được Vami rồi. Quất dễ sợ. Ok, bây giờ mình đi núp để mà mình lên cái con ơi, Vami, 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 Vami sau lưng mình kìa. Ui, trời sao đông vậy? Sao lưng được không à? Sao lưng dính nè, trời ơi, hụt. Sao lưng được không, lại gần mình nữa mày, mày lại gần mình đếm thúi quá. Dính. Ok, hay quá, Vami nè, Vami nè. Nhảy nè. Quất đó. Ui, hụt. Mày ok, ơi. Dính rồi. Ai là dính. Ôi, ok, mình chạy, mình chạy, mình chạy để mà mình lên cái con dao tiếp theo của mình thử. Để con dao, coi thử con dao tiếp theo của mình nó sẽ như thế nào đây. Ok, lên con dao thôi, để coi cái effect tiếp theo của nó là effect gì. Wow. Effect set luôn, ok, quá ngon. Để coi mình lên, mình mua tiếp con dao nào luôn đây. Ủa, dao gì mà có, ôi dao vàng luôn cơ, ghê thật. Ui, dao này ngon nè. Ok, mình sẽ sử dụng con dao này. Wow, ê con xài có cái kiếm luôn nè, chứ không phải con dao nữa. Vãi thật. Không trúng chứ. Lên. Bẹp. Bẹp. Yeah. Thằng cuối. Đây chọn thằng ấy tên. Con lên được con dao nè cô. À, cái con cái kiếm chứ không phải con dao nữa. Chiu. Ok, hay quá, mình giết được 55 kill trong một tập rồi. Không biết là có gọi là ổn không nữa, nhưng mà mình thấy cũng khá là vui. Trò này cũng khá là vui nhộn. Ok, dừng clip đi cô. Ok, thì mình với Kia sẽ dừng video ở đây. Thì bạn nào thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe cái channel của mình với Kia để nhận nhiều video mới hay nha. Chào mọi người. Bye bye mọi người. Quay, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ui, 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 ui.